Anh tặng cho Mai luôn đấy. Em không nhận được đâu, anh cầm lại đi. Em phải nghe cho hết. Điều thứ nhất là không được trả lại người tặng. Điều thứ hai là không được xóa tên người tặng trong danh bạ. Ok. Thôi mình về đã. Taxi. Anh ơi, thực sự em không thể nhận được. Anh cầm lại đi. Và em không cần thiết phải làm chuyện ấy. Thôi, coi như anh cho em mượn, được chưa? Giờ về đã, nhé. Sao em biết anh về mà đón? Chẳng lẽ em không được biết sao? Anh tắt máy suốt cả chuyến đi. Anh có biết anh làm em lo thế nào không? Mình đi thôi. Đi anh. Đi. Nên hỏng rồi. Bây giờ chị đi về nhà tắm rửa một lát, chạy qua tiệm bánh rồi sẽ vào viện với mẹ. Một lát nữa gặp nhau nhé.
Anh ơi, anh xong chưa? Mọi người đang đợi ở dưới rồi đấy ạ. Chờ anh một chút, anh ra ngay đây. Các con ngồi đi. Dạ. Hôm nay các món đều do Minh đạo diễn đấy. Bác cứ quá khen. Cháu chỉ là người lên thực đơn thôi, chứ cháu nấu cũng dở lắm ạ. Quan trọng là người lên thực đơn, đi chợ, chứ đâu phải là người nấu. Dạ. Công việc có thuận lợi không con? Dạ tốt ạ. Dự án vẫn cứ triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên con cần phải lưu ý, trung tâm điện máy sẽ quyết định sự thành công của toàn hệ thống. Cho nên ngay ngày mai, bố rất muốn con trình bày thật chi tiết về ngành hàng, nguồn hàng, phương thức quản lý. Thôi thôi, ông để cho các con nó ăn đã. Vừa mới về đến nhà đã công việc. Anh, của cháu đây. Dạ, cháu xin bác ạ. Anh. Nhà anh không có thói quen gấp cho ai bao giờ. Do bố con quá lạnh lùng, không muốn mẹ chăm sóc. Các con đang ở độ tuổi hạnh phúc nhất của đời người, cứ làm những gì mình muốn nhá. Nào, nâng ly, chúc sức khỏe mọi người. Dạ, chúc sức khỏe hai bác ạ. Những gì trong mấy ngày qua chỉ là những cảm xúc nhất thời. Mình với Huy quá khác biệt. Anh ấy thuộc về thế giới khác, về những người khác. Tại sao em cố tình lẩn tránh anh? Tại sao em thoát gần anh lại thoát xa anh đến thế? Nếu như em có thể biết, em đã làm khổ anh thế nào? Ông già đi khi nào? Sao hôm mày đi công tác 1-2 hôm? Tại sao mày không gọi điện cho tao? Có, nhưng mày tắt máy. Tao cũng nghĩ mày bận nên thôi không gọi nữa. Tao xin lỗi vì đã không ở bên mày lúc mày cần tao nhất. Những gì cần giúp, mày đã giúp còn gì. Ông già thấy tao được như thế này, tất cả là nhờ công của mày đấy. Thôi, mày nói mãi chuyện đấy làm gì. Trước lúc ông già đi, ông già có dặn dò vài điều. Ông già ta bảo mày, mày là thằng tốt. Vậy mà tao cứ nghĩ rằng ông già mày không nhớ.
Về đã gặp Minh chưa? Rồi. Sao thở ơ thế? Vậy theo mày, tao phải nói gì bây giờ? Hôm trước, thấy nhân viên bảo Minh qua đây uống rượu rồi say. Hôm sau gọi điện hỏi thăm rồi, thấy cô ấy bảo trong đợt đi công tác mày không gọi điện cho cô ấy. Máy của tao bị rơi xuống nước nên tao không gọi được. Đây có phải là lý do chính đáng không? Mày có số của cô ấy mà. Nếu mày quan tâm đến cô ấy, tại sao mày không sáp vào đi? Chất vấn tao làm gì? Làm được, tao đã làm. Nhưng mà Minh, cô ấy rất yêu mày. Tình yêu giữa ngủ yên để thôi giận là với